được chưa? Em phải thoát qua chế độ Aegis đã, em mới chuyển Overlay được. Tắt robot đi mới thoát được. Tắt cái nút mùa tên, nút robot đang sáng kìa, nút sạc vô kìa. Đó, rồi mình thoát ra được. Đúng rồi, chọn Z. Đúng rồi. Đó, thoát về Aegis rồi nè. Chuyển qua Overlay. Đó. Nào nhớ. Không, không có mở robot lên. Đúng rồi. Cái nữa. Cancel cái nữa. Đó rồi, rồi. Chuyển sang chế độ Next Star. Canh thử khi nào gần tới dừng lại để cho xem nó đúng với vị trí hàng chưa. Rồi đúng rồi ạ. Sao lưu sai điểm hay gì rồi? Đó thì điểm đầu điểm cuối thì dở nó lên là 3 điểm, ai 4 điểm chứ, 0, 1, rồi 2, 3. bấm đi trade lại anh xem cho anh chị trade lại đi anh ơi. Mở ra chế độ tick, chỉ sang chế độ tick đi. Ai hết đi rừng hả? Ok không em tháo, em đâu cần ấy đâu, em quên hả? Mới tháng bữa mà nay quên rồi nè. Thì trời tháng bữa phải coi lại cái mấy lớp này được á, chứ sao mà đóng như vậy đó. Đang quay mấy này mà. Chờ anh xíu ơi. Nhường Đạt lại quay giùm cho nè. Chụp hình lại được, cái này em chụp hình lại nhớ thôi, đâu chụp hình lại. Được chưa, một ra chưa? Nào lên coi. Nó đang báo lỗi gì? Thoát ra, đang sáng robot kìa. Tách robot đi. Robot tách đi mới thoát ra được. Rồi thoát đi. Chọn Z kìa, à số 1 cũng được. Rồi. Rồi bắt đầu chuyển qua chế độ tích đi. Tích, rồi mở chương trình lên, vô program mở chương trình lên. 3 số 7. Hàng sao được như đường hàng của anh mai anh test đây. Vì test sao nó lúng hết trơn. Trì lại coi, à trì lại. Rồi, trì tới rồi. Cái mũi cái mũi hàng cái đường cái dây nó hơi thấp quá. Thấy không? Để sửa điểm nhà cao lên chút rồi đi lên coi. Ủa, kìa, đi lên chứ, đi tới á, đừng đi lui. Lưu điểm dài dữ vậy. Rồi sửa điểm bây giờ sửa lại điểm luôn rồi. Sửa cho cái góc súng cao lên xíu. Thấy không? Góc súng nó hơi bị thấp, đẩy dây ra đi, cắt cái dây cái đã. Đẩy dây ra. Rồi em leo em xuống dây còn nhiêu đây. Rồi sửa điểm đi. Cho mày rút cái dây vô đẩy ra sau. Sửa điểm á là chạy tới vị trí điểm đó rồi dỡ trục số 3 lên. Dỡ Z lên. Hiểu không? Chạy tới vị trí đó đi, chạy lại đi. Rồi xuống rồi đó, xuống cây hết đến tới điểm hàng luôn. Bây giờ tới điểm hàng đi. Đó, điểm hàng đúng không? Đây nè, nhìn nè. Hơi dính rồi đó. Nhìn cái S1 này là điểm hàng này, S1 này là điểm cái cầu hàng này đúng không? Rồi bắt đầu sửa điểm là đang chơi đồ chen rồi, đúng rồi. Bắt đầu dỡ Z lên. Dỡ ít thôi, dỡ xíu thôi, đẩy dây ra. Đẩy dây ra.
đẩy dây ra xíu đi. À, đó thôi. Rồi, xuống nhẹ giá xíu. Rồi, thôi lên chút. Rồi, ngay đó, rồi sửa điểm đó đi. Chen đi, lưu không lưu có hàng. Điểm đó là lưu không hàng rồi. Sửa lại. Chen luôn không đi mới luôn, lưu lại luôn. Đó là nó sửa đi lưu điểm mới có hàng luôn. Rồi chạy tới điểm thứ hai. Đó, cái đầu Z nó xuống thấp đúng không? Cứ đây hơi đi hết điểm đi. Khi nào S nó nhảy thằng điểm số 2 nè, khi nào S nó qua điểm S2 á. Qua S2 chưa? Rồi S2 rồi, bắt đầu dỡ Z lên chút. Z, Z. Đúng rồi. Rồi, rồi lưu ngay đó điểm đi. Kết thúc hàng là không, không hàng. Cây lên, cây lên không, cây lên. Đúng rồi đúng không? Xong ra đường hàng xong quách vậy. Cây, chọn dây một ly. Trộn. Rồi ok. Rồi bỏ vô hàng lại đây. Cho hàng lại anh xem được ơi. Chuyển về Overray. Coi chen đi tùm lum hết trơn vậy. Mới thấy thay đổi chen điểm thứ hai rồi đó. Quay lại xem coi. Bật robot lên. Bấm từ từ thôi, bấm tùm lum là trì tới đó, trì lui rồi. Bấm số 3 là chơi nhanh. Rồi đắt số 3 đi. Rồi đây đi. Đó. Bấm giữ im đừng có thả ra. Nó chạy hết chu trình lại dừng. Điểm số 1. Rồi điểm số 2. Đó sai thấy không. Sửa tùm lum tà la hết trơn. Bấm từ từ thôi. Để im đó mày mò. Thế khóa này, thêm khóa này, thêm khóa này.